Rất nhiều anh em chê cái con Galaxy A35 của nhà Samsung, nhưng mình đảm bảo rằng nếu anh em xem được cái video này và xem hết video này, anh em sẽ thay đổi cái nhìn hoàn toàn về con A35. Và mình đảm bảo rằng A35 là một trong những con điện thoại rất đáng mua ở trong tầm giá khoảng tầm từ 6 đến 7 triệu. Tại sao mình lại nói như vậy? Và có thể video này sẽ ăn rất là nhiều gạch đá, nhưng không sao, anh em hãy cùng mình xem hết video nhé. Trước khi bắt đầu video này, nếu anh em nào quan tâm về Galaxy A35 với mức giá là thơm nhất thì đừng quên tham khảo ngay tại cửa hàng OneWay. Mình thấy là giá thị trường bây giờ đang bán tầm 7 đến 8 triệu, nhưng ở OneWay mức giá anh em có thể mua được sẽ là 6.750.000. Và anh em cũng đừng quên rằng OneWay sắp bước sang tuổi thứ 9 sẽ có một chương trình sale cực kỳ lớn với hơn 120 sản phẩm công nghệ hàng chính hãng, giảm giá lên đến là 5 triệu, có cả mini game vòng quay may mắn, cơ hội nhận voucher lên đến là 300k cùng rất nhiều những phần quà khác. Chưa kể OneWay là hệ thống cửa hàng ủy quyền chính thức Apple AAR tại thị trường Việt Nam. Thế nên là về chính sách bảo hành này, về giá này, thời gian giao hàng này, ấy, hậu mãi này, thì anh em hoàn toàn yên tâm. Có cả chương trình thu cũ đổi mới lên đời trợ giá tận là 2,5 triệu cho anh em. Cái yếu tố đầu tiên mà rất nhiều anh em chê con Galaxy A35 này, mình nghĩ rằng là nếu anh em chê Galaxy A35 ấy, thì anh em chỉ có thể mang nó đi so sánh với máy xách tay thôi. Tại vì với con Galaxy A35 này, trong cái tầm giá chỉ loanh quanh khoảng tầm ấy, là hơn 6 triệu thì nó là một con điện thoại best P trên P rồi. Cái đầu tiên, đối thủ của Galaxy A35 là những dòng điện thoại nào? Thì Galaxy A35 mức giá mở bán của nó khoảng tầm 7-8 triệu đi. Thì nếu mà đối thủ trong tầm giá của nó thì anh em sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ có con Vivo V40 Lite. Chúng ta sẽ có một vài dòng điện thoại Oppo cũng có trong cái tầm giá khoảng tầm là 7-8 triệu. Đấy, chúng ta cũng có một vài con điện thoại Xiaomi ở trong cái tầm giá tầm 7-8 triệu. Ví dụ như là con Redmi Note 13 Pro 4G chẳng hạn. Hoặc là con Redmi Note 13 phiên bản Pro 5G. Nhưng mà Pro 5G đắt quá. Pro 5G khoảng tầm là 8-9 triệu cơ. Thế nên là nó sẽ không cùng mâm với con này. Đấy, và như vậy anh em có thể thấy rằng là nếu mà để đặt trên bàn cân những cái con điện thoại trong tầm giá từ 6 đến hơn 7 triệu mà cùng phân khúc với con Galaxy A35 ấy, thì gần như sẽ không có một con điện thoại nào quá nổi bật về cái phần là hiệu năng, về phần cấu hình hoặc là về cái phần là yếu tố phần mềm. Còn Galaxy A35 có thể một vài yếu tố nó không được ngon hơn so với những dòng điện thoại kia, nhưng đây là một con điện thoại nó rất đều về phần trải nghiệm, nó rất đều về cái phần tính năng, và gần như đây là một con điện thoại rất là cân bằng ở trong tầm giá này. Mình lấy ví dụ đi, ví dụ như là con Galaxy A35 này, nó sẽ được trang bị cái màn hình AMOLED và độ phân giải của nó sẽ là Full HD. Tần số quét của em này cũng là 120Hz rồi. Mà màn hình của Samsung ở trong phân khúc ấy, thì mình đảm bảo với anh em rằng nó không xấu, và có thể nói là nó đẹp hơn rất nhiều so với một vài đối thủ trong tầm giá của nó. Thậm chí là nhiều đối thủ trong tầm giá 6-7 triệu vẫn dùng màn hình IPS LCD, thì cái màn hình Super AMOLED ở trên con Galaxy A35 là hoàn toàn vượt trội rồi. Đấy, điểm yếu duy nhất của cái màn hình này đó là viền màn hình của nó dày. Nhưng mà cái điểm này thì gần như là anh em không thể nào mà tránh được. Tại vì những cái con điện thoại Samsung ấy thì nó phân cấp một cách rất là rõ ràng. Con điện thoại 6 triệu viền nó dày, con điện thoại 10 triệu viền nó dày, con điện thoại 15 triệu viền nó bớt dày, và con điện thoại trên 20 triệu thì mới có kiểu viền mỏng sexy như kiểu S24 series ấy. Chứ còn bây giờ anh em mua Galaxy A55, viền của nó cũng dày thôi, mà Galaxy M55 giá hơn 10 triệu, viền của nó vẫn dày như vậy. Thế nên á, là cái yếu tố viền dày thì mình nghĩ anh em là không cần phải lăn tăn quá nhiều đâu. Đó, và những con điện thoại trong tầm giá mà khoảng tầm 6-7 triệu mà viền mỏng ấy thì cũng chỉ có một vài lựa chọn thôi. Cùng lắm là sẽ có những lựa chọn như là Poco X6 của Xiaomi hoặc là Redmi Note 13 Pro 4G chẳng hạn. Và với điểm tiếp theo đó chính là về phần hiệu năng, thì với con Galaxy A35 rất nhiều anh em sẽ bỉ bôi về cái phần là con này hiệu năng nó cùi, con này trải nghiệm chơi game nó chán, con này nó không ngon để mà gọi là mua để cày game. Mình đồng ý là với cái con Galaxy A35 nó chưa phải là cái điện thoại ngon nhất trong tầm giá về cái quả hiệu năng. Trong tầm giá thì anh em cũng có thể gọi là cố gắng kiếm được một vài con có con chip mạnh hơn, như là con Poco X6 Pro 5G với mức giá khoảng tầm là 8 triệu. Đấy, nhưng mà anh em nhớ rằng là con này nó rẻ hơn khoảng tầm là 1 triệu mấy đấy nhá. Thế nên là về cái quả hiệu năng thì rõ ràng là đắt hơn, hiệu năng khỏe hơn thì mình nghĩ là có thể chấp nhận được. Nhưng mà có những con thậm chí còn đắt hơn rất là nhiều, nhưng mà hiệu năng của nó còn chán hơn luôn. Đấy, con này nó đạt được số điểm hiệu năng AnTuTu khoảng tầm 600.000 điểm. Và con này có cái trải nghiệm chơi game mình nghĩ rằng rất là ổn ở trong tầm tiền nhá. Còn với một vài con ở trong tầm giá
7-8, thậm chí là hơn 8 triệu mà nó vẫn chỉ có con chip là Snapdragon 680, Snapdragon 685 hay là con chip Helio G99 mà thôi, thì mình đảm bảo rằng là với hiệu năng của con Galaxy A35 với con chip là Exynos 1380 và nó đạt được khoảng tầm 600.000 điểm AUTO, nó sẽ có hiệu năng tốt hơn rất nhiều khi mà chúng ta so sánh nó với lại những cái con như mình đã kể tên như là G99 này, rồi Snapdragon 680, 685 này. Và nếu mà so sánh con này với con chip Dimensity 6300 đi, thì mình đảm bảo cho anh em luôn, đó là con Exynos 1380 nó sẽ mạnh hơn Dimensity 6300 rất nhiều luôn đấy. Đó, và mình cũng đã có làm một cái clip test game ở trên con Galaxy A35 ở trên kênh rồi, anh em hoàn toàn có thể đi xem lại. Thế nên á, rõ ràng là cấu hình của Galaxy A35 trong cùng phân khúc nó chưa phải là tốt nhất, nhưng nếu mà để kiếm được con điện thoại nào mà có được cái trải nghiệm tốt như A35 ấy, thì mình nói thật với anh em là cũng rất là hiếm. Có thể là bỏ thêm tiền thì có thể là mua được con Poco X6 Pro thì nó quá out meta rồi. Còn lại những đối thủ khác trong tầm giá, hay kể cả Xiaomi, chúng ta có con Redmi Note 13 Pro 4G đi, thì nó cũng chỉ có chip là Snapdragon 730, 732 gì thôi. Thế nên là trải nghiệm hiệu năng của nó thậm chí là còn chán hơn so với con Galaxy A35 khá nhiều. Và ngoài yếu tố là cấu hình ra, thì cái yếu tố về phần camera, con Galaxy A35 nó cũng rất là ao trình so với những con điện thoại ở trong tầm giá khác. Với những con điện thoại có trong tầm giá khác ấy, thì camera của nó làm rất là bình thường, hoặc cùng lắm là có một vài con có khả năng chống rung quang học, nhưng mà chống rung của nó vẫn chưa tới, vẫn chưa ngon. Nhưng mà ở trên Samsung Galaxy A35 thì mình đánh giá là về cái phần camera nó sẽ có một cái sự vượt trội khá là lớn, khi mà anh em sẽ có cảm biến 50 chấm của nhà Samsung. Nó sử dụng cái cảm biến GN8, và mình cũng đã từng test cái cảm biến GN8 này trên con Galaxy A35 rồi. Nó có khả năng chụp tốt, nhạy sáng, và cũng như là cái màu sắc của Samsung khi mà căn chỉnh ấy, thì nó đã quá là đẹp rồi. Chụp phát có thể ăn ngay được luôn, và có khả năng quay video đó là 4K, và có khả năng quay video là 4K 30fps, thay vì một vài con điện thoại trong tầm giá thì mặc dù có camera chống rung quang học đấy, nhưng mà chỉ quay được 4K, nhưng mà chỉ quay được là Full HD 60 hoặc là scale lên là 2K mà thôi. Vấn đề là khi mà chúng ta quay video 4K trên con Samsung Galaxy A35 thì nó sẽ có độ chi tiết tốt hơn khá nhiều. Và đặc biệt này, về cái phần camera selfie con này, mặc dù nó chỉ có độ phân giải là 13 chấm, hơi nhỏ so với lại tổng thể những con máy, nhưng mà với con này vẫn quay được 4K ở phần camera selfie luôn. Đây là điều mà những con điện thoại tàu gần như là không có thể làm được, và con này nó sẽ có khả năng chụp ảnh bằng góc rộng. Nói thật là trong tầm giá 6-7 triệu ấy, thì Galaxy A35 nó sẽ là một cái lựa chọn rất hợp lý nếu như anh em đang cần một điện thoại có camera tốt rồi. Và đến với một cái điểm nữa, đó chính là về cái khoản là tính năng, thì Galaxy A35 gần như là nó không thiếu một cái tính năng gì cả. Và với Galaxy A35 và Galaxy A55 ấy, thì đều được trang bị tính năng AI. Nhưng mà tuy nhiên cái AI của nó sẽ là một cái phiên bản rút gọn so với lại cái AI ở trên dòng S anh em nhé. Đấy, nhưng mà cơ bản thì nó đã có một cái trải nghiệm sử dụng rất là tốt rồi. Còn về yếu tố phần mềm ở trên Samsung ấy, thì mình đánh giá là nó ổn định, nó mượt và không gặp một chút xíu lỗi vặt hay là trễ thông báo nào trong quá trình sử dụng cả. Đây là điều mà ít dòng điện thoại Trung Quốc có thể làm được điều này. Còn có thể nhiều anh em sẽ bỉ bôi về phần là tốc độ sạc. Tuy nhiên ấy, về phần camera nó đã quá ngon, về phần màn hình nó đang ngon, về phần hiệu năng nó tốt. Thế nên là về cái phần sạc thì chúng ta cũng không thể nào yêu cầu quá cao được. Kể cả những con đời cao hơn, giá tiền đắt hơn rất là nhiều mà vẫn chỉ có sạc là 25W, thì Galaxy A35 thì chúng ta cũng không thể nào gọi là tránh khỏi cái điều đấy được, khi mà con Galaxy A35 này thì nó chỉ có sạc là 25W mà thôi. Và thậm chí là anh em còn phải mua thêm cả củ sạc, nhưng đó cũng không phải là một cái điều gì đấy quá bất tiện, tại vì cơ bản Samsung đã bỏ cái hộp phụ kiện cách đây rất là nhiều năm rồi mà người dùng vẫn mua, vẫn sử dụng tới thời điểm hiện tại. Đấy, về viên pin 5000 ở trên em này thì mình đảm bảo với anh em rằng nó trâu hơn khá nhiều so với Xiaomi, nó trâu hơn khá nhiều so với Techno, và nó cũng trâu hơn khá nhiều so với kể cả Infinix luôn. Vì có thể một phần là Samsung tối hóa viên pin này tốt và Samsung tối hóa phần mềm ngon, thế nên gần như là nó sẽ không tiêu tốn điện năng quá nhiều khi mà chúng ta sử dụng. Thực tế sử dụng thì con này mình có thể sử dụng được khoảng tầm là hơn 8 tiếng đến gần 9 tiếng nếu sử dụng Wi-Fi. Còn nếu dùng 4G nhiều thì anh em vẫn có thể dùng được khoảng tầm từ 7 đến 8 tiếng anh em nhé. Và một tính năng cuối cùng mà mình nghĩ rằng là những cái con điện thoại khác ở trong tầm giá này không bao giờ có được, đó chính là cái kháng nước IP67. Thì rõ ràng là những con điện thoại khác ở trong cùng tầm giá nhé, anh em chỉ có thể là có được cái tiêu chuẩn kháng nước nhẹ IP54 hoặc cùng lắm là IP53 thôi. Thì với cái tiêu chuẩn kháng nước IP67 nó là out trình tất cả rồi, đúng không? Và đương nhiên là với con Galaxy A35 thì chúng ta vẫn có cả vân tay trong màn, vẫn có cả loa kép này. Nói thật đấy, là nếu anh em chê cái con Galaxy A35 này thì mình nghĩ rằng là có hai yếu tố để anh em phải chê được thôi. Thứ nhất
đó là có chip Exynos, nhưng mà có chip Exynos là mình nói thật với anh em là không hề yếu. Thứ hai, đó là về khoản sạc nhanh. Thì rõ ràng nếu mà anh em bỏ ra khoảng tầm đó là 7-8 triệu thì anh em đã có những quả sạc nhanh như là 67W, có những con cá biệt tận 80W, thì thực sự là A35 nó sẽ hơi thọt. Nhưng anh em phải nhìn lại rằng Galaxy A55 thì nó vẫn chỉ 25W, rồi những con Galaxy đời cao hơn như S24 thì nó vẫn chỉ có 25W. Thế nên là A35 thì chúng ta không thể nào yêu cầu nó sẽ có 45W hoặc là 65W được. Và tổng kết lại thì anh em có thể thấy rằng là với con Galaxy A35 có thể một vài yếu tố nó chưa phải là nhất, nhưng khi mà chúng ta tập hợp tất cả những yếu tố mà con Galaxy A35 nó có thì đây là một cái điện thoại rất là cân đối, rất là cân bằng và khá là toàn diện ở trong cái tầm giá loanh quanh khoảng tầm là 6-7 triệu. Anh em nghĩ sao? Có cái gì để phản biện hay không? Đừng quên comment để lại cái nhận xét cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những video lần sau. Bye bye anh em.